Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Sân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay để chúng ta cập nhật những thông tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của chúng tôi thì các bạn nhớ đừng quên bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông để mỗi lần mà chúng tôi update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong video ngày hôm nay. Thắng Ả Rập Thống Nhất, cổ động viên Thái Lan cà khịa chiến thắng của Việt Nam trước Indonesia. Sau khi tuyển Thái Lan thắng Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 2-1, các cổ động viên của Voi Chiến bày tỏ thái độ ngạo mạn trên mạng xã hội. Trang mạng xã hội của đội tuyển Thái Lan đăng bảng xếp hạng bảng G. Sau đó, các cổ động viên của bầy Voi Chiến bày tỏ sự vui mừng với chiến thắng trước Ả Rập Thống Nhất và ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, không ít cổ động viên hướng mũi dùi cà khịa với tuyển Việt Nam khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bằng điểm với Thái Lan nhưng xếp nhì bảng vì hiệu số. Tôi cho rằng Indonesia quá yếu thôi, tài khoản Tanakit bình luận. Xin lỗi, tôi tưởng Messi đang đá cho Việt Nam cơ mà, tài khoản Rosana châm chọc cùng bức ảnh số 8 Akanit Paiza của đội tuyển Thái Lan, người giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu. Trước đó, cổ động viên Thái Lan luôn châm chọc Công Phượng, cầu thủ luôn được coi là Messi Việt Nam. Tài khoản Han quả quyết, khoảng cách xích sao nhỉ, tôi muốn gặp Việt Nam ngay trận đấu ngày hôm sau. Tài khoản Atafone thì hạ thấp 7 điểm mà đội tuyển Việt Nam có được. 7 điểm mà Thái Lan có được bao gồm cả chiến thắng trước Ả Rập Thống Nhất, còn Việt Nam thì không. Trong khi cổ động viên lên mây và không ngừng công kích chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia thì báo Thái Lan lại ảo tưởng sức mạnh và cho rằng họ đủ sức vào vòng loại World Cup. Truyền thông Thái Lan khẳng định thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino sẽ giành quyền chơi vòng loại cuối cùng vòng loại World Cup 2022 nếu tiếp tục thể hiện phong độ như trong trận thắng trước Ả Rập Thống Nhất. Sau chiến thắng 2-1 trước Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển Thái Lan đã vươn lên ngôi đầu bảng G với 7 điểm sau 3 trận đấu, hơn hiệu số bàn thắng bại so với đội tuyển Việt Nam dương 4 và dương 3. Bangkok Post gọi 3 điểm trước Ả Rập Thống Nhất là một trong những chiến thắng lớn nhất trong lịch sử của bóng đá Thái Lan. Theo tờ báo này, người Thái đã gây choáng váng cho các cầu thủ Ả Rập Thống Nhất tại vòng loại World Cup 2022. Voi Chiến là đội đã chơi tốt hơn trong hiệp 1 và xứng đáng có bàn thắng mở tỷ số khi Ekanit tung đường truyền chính xác để Giang Đa có cơ hội đánh đầu ghi bàn ngay phút thứ 28. Mặc dù phung phí nhiều cơ hội ghi bàn và bị trừng phạt bằng bàn gỡ ở phút bù giờ cuối hiệp 1, Thái Lan vẫn kịp trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2. Họ khôi phục thế trận dẫn trước để giành được 3 điểm quan trọng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trang Siam Sport gọi chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino là cuộc tàn sát Ả Rập Thống Nhất trên sân Thammasat. Ông Chu Ketawe, người trước đây từng phê phán huấn luyện viên Akira Nishino khi Thái Lan để Việt Nam cầm hòa ngay trên sân nhà, đã dành lời khen ngợi cho đội tuyển Thái Lan. Tôi thực sự ngưỡng mộ các tuyển thủ Thái Lan vào thời điểm này, họ nhập cuộc và chơi bóng rất tốt. Chúng ta đã làm cho Ả Rập Thống Nhất không thể triển khai được chiến thuật, không thể tấn công. Đây là một kết quả rất tốt để Thái Lan tiến sâu tại vòng loại World Cup. Điểm tích cực nhất của đội tuyển lúc này chính là khả năng chơi bóng tốc độ cao, Pronrut nói. Ông tự tin rằng Voi Chiến sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Theo trang Thái Rat, một trong những thành công lớn nhất của đội tuyển Thái Lan là áp đặt được lối chơi, pressing liên tục đầy hiệu quả trong suốt trận đấu, khiến các cầu thủ Ả Rập Thống Nhất gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển và buộc phải sử dụng lối chơi bóng dài. Theo thống kê, đội tuyển Thái Lan có những chỉ số vượt trội so với đội khách. Voi Chiến có tổng cộng 13 cơ hội ghi bàn trong khi Ả Rập Thống Nhất chỉ có vọn vẹn 5 lần. Tỷ lệ sở hữu bóng của Thái Lan và Ả Rập Thống Nhất lần lượt là 60% và 40%, trong khi số cú sút đi trúng đích của đội chủ nhà gấp đôi đội khách 4 so với 2. Báo Thái Lan còn đặc biệt khen ngợi chân sút lão tướng Terasin Dangda với pha lập công mở tỷ số vào lưới Ả Rập Thống Nhất ở phút thứ 28. Thủ quân của Mang Thong United đã san bằng thành tích ghi 10 bàn thắng của cựu danh thủ Piang Pong tại các đấu trường thuộc vòng loại World Cup. Trong khi Piang Pong đã giải nghệ, Giangda vẫn còn nguyên cơ hội vượt qua kỷ lục của người đàn anh là Kiatisak, ngôi sao ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup với tổng cộng 14 bàn. Truyền thông Thái Lan kỳ vọng Giangda cùng các đồng đội sẽ tiếp tục đi sâu tại vòng loại World Cup 2022. Không chỉ có cổ động viên và truyền thông, huấn luyện viên Thái Lan là ông Akira Nishino cũng đã nổ vang trời sau chiến thắng của bầy Voi Chiến. Huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan khẳng định việc người Thái đánh bại được đội tuyển Ả Rập Thống Nhất cho thấy họ đã đạt đẳng cấp tầm cỡ châu lục. Thái Lan có chiến thắng sát nút 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng là Ả Rập Thống Nhất. Đây là kết quả có phần bất ngờ bởi trước khi trận đấu diễn ra, giới chuyên môn đánh giá hai đội đều có khả năng cầm chân nhau. Terasin Dangda và Ekanit là những người lập công cho chủ nhà, xen kẽ là bàn thắng gỡ hòa của Ali Makut. Kết quả này giúp Thái Lan dẫn đầu bảng G, Akira Nishino tự hào tuyên bố: khi tôi vẫn còn dẫn dắt Nhật Bản, Ả Rập Thống Nhất là một đối thủ đáng gờm. Chúng tôi luôn gặp khó khăn mỗi khi đối đầu với Ả Rập Thống Nhất. Nhưng hôm nay, Thái Lan đã chứng minh mình hoàn toàn có thể vươn tới đẳng cấp của Nhật Bản. Chúng tôi tự tin sẽ tiến vào nhóm những đội bóng mạnh nhất châu Á.
toàn đội Thái Lan phải đoàn kết để đạt được mục tiêu. Điều quan trọng là giúp Thái Lan cạnh tranh sòng phẳng được với các đội khác. Dưới sự dẫn dắt của Akira Nishino, Thái Lan đang rất tiến bộ dù thiếu vắng nhiều ngôi sao tên tuổi, tiêu biểu như Messi Thái, Chanathip, Songkarin vì chấn thương. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.